ngày 27 tháng 4, Thánh Zita. Thánh nữ Zita được mọi người biết đến với chức vị là quan thầy của những người giúp việc nhà cửa. Thánh nữ được sinh ra trong một ngôi làng thuộc miền Monte Sarati, nước Ý. Vào năm 1218, song thân của Zita rất có lòng đạo đức và đã nuôi dạy Zita theo tinh thần bác ái Kitô giáo. Thói quen của những đôi vợ chồng nghèo là gửi những bé gái của họ đang trong độ tuổi niên thiếu vào những gia đình đáng tín nhiệm để chúng học biết cách thức trở nên những đầy tớ giúp việc. Các cô sẽ sống với các gia đình độ một thời gian và được thuê mướn làm những công việc nội trợ. Khi lên 12 tuổi, Zita được gửi đến gia đình Fatinelli ở thành phố Lucca. Ông bà Fatinelli là những người quảng đại, tốt bụng và có nhiều người làm thuê. Zita lấy làm sung sướng vì có thể làm việc và gửi tiền về cho gia đình của ngài. Zita cố gắng sống tinh thần trách nhiệm. Zita tạo cho mình thói quen cầu nguyện phù hợp với chương trình riêng của ngài. Hằng ngày, Zita dậy rất sớm để tham dự thánh lễ. Zita chăm chỉ làm việc. Ngài cảm thấy đó là nhiệm vụ của ngài. Nhưng những người giúp việc khác thì lại bực dọc khó chịu. Họ chỉ cố làm chút việc để khỏi bị trừng phạt. Họ bắt đầu chửi mắng Zita và phản đối ngài mà chẳng chịu để ý đến những công việc của họ. Zita cảm thấy bị tổn thương, nhưng ngài đã cầu nguyện xin ơn nhẫn nại. Zita không bao giờ tố cáo họ. Dù họ có nghĩ thế nào thì Zita vẫn tiếp tục làm phần việc của ngài cách hết sức tử tế. Khi một trong các chàng trai giúp việc tìm cách hôn Zita, Zita đã kháng cự và đẩy anh ta ra. Anh ta đã rời khỏi căn phòng với nhiều vết trầy xước trên mặt. Ông Fatinelli cho gọi riêng Zita và hỏi chuyện đã xảy ra. Zita đã thuật lại sự việc cách trung thực. Sau đó, Zita được bổ nhiệm làm bà quản gia. Con cái của gia đình ông được đặt dưới sự trông nom chăm sóc của Zita. Nhất là những người giúp việc khác đã thôi hành hạ Zita. Thậm chí có một vài người đã bắt đầu để ý và bắt chước Zita. Thánh nữ Zita trải qua cả cuộc đời sống với gia đình Fatinelli. Ngài vẫn lưu lại trong khi các người khác đến rồi lại đi. Zita thích được phục vụ họ. Zita yêu mến họ như ngài yêu mến gia đình của ngài. Bằng gương sáng, Zita giúp mọi người nhận biết rằng công việc sẽ thật thú vị khi làm với hết lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu. Zita qua đời cách an bình vào ngày 27 tháng 4 năm 1278, hưởng thọ 60 tuổi. Thánh nữ Zita là bài học tuyệt vời cho mỗi người chúng ta. Thánh nữ nhắc nhở chúng ta rằng công việc chúng ta làm biểu hiện phần nào con người thực của chúng ta. Việc học hành và lao động của chúng ta đòi hỏi nhiều quyết tâm và nỗ lực. Tuy có chút phiền toái, nhưng Thiên Chúa sẽ ân thưởng cho sự cố gắng của chúng ta trên thiên đàng. Tin mừng nét.